Hẻm sau UB xin chào các bác nhá. Thì hôm nay mình đang giới thiệu cho các bác về một chiếc xe mà phải gọi là chiếc xe quốc dân. Đấy. Cái tầm giá của nó rất tốt mà hầu như là anh em chơi xe là đều biết cái dòng này. Cái dòng khoảng chung chung khoảng tầm hơn 4 triệu ấy thì cái dòng này nó gọi là quá tốt, đi rất là bền, đẹp. Đồ đồng cối đá luôn. À, dòng Chinix Phi 1.0 bản 2021. Đấy, cái dòng này dòng touring các bác nhé, dòng touring thì cái con này nó chỉ có một size thôi, có một size khung thôi, chứ không có nhiều size khung như các bác lựa chọn. Cái con này bánh của nó là bánh 700c lốp Kenda. Đấy, con này 700c nhân 32 các bác nhé, lốp rất là to luôn, gọi là cái vòng đường kính ấy, đường kính nhìn cảm giác bánh nó rất là đường kính nó rất là rộng. Thì Chinix nó là một hãng xe của Đài Loan các bác nhé, một hãng xe của Đài Loan, giá thành rất là ổn, rất là ok. Thì con này nó là Phi 1.0 thì nó sẽ sử dụng cụm phanh, đấy, cụm phanh gôm, chứ nó không sử dụng phanh đĩa như là bản 2.0. Bản 2.0 với bản này nó chỉ khác nhau như thế thôi. Với cả bản phe kia thì nó cái sử dụng bộ group nó khác một tí. Tầm này thì con Chinix này thì nó hơn 4 triệu. Hiện tại là bên em đang giá khoảng như cuối năm này là đang gọi là 4.6 triệu. Thì cái giá này nó sẽ có thể nó sẽ di du lúc các bác mua ấy, nó có thể tăng hoặc giảm. Đấy. Nên là các bác xem, tại vì em cũng rất ngại công khai giá ở trên đây, tại vì có thể là cái clip này nó 1-2 tháng sau các bác xem các bác quay lại mua. Đấy. Thì cái giá nó đã khác rồi. Đấy, thì em cũng nói trước là giá nó có thể thay đổi một tí. Đấy, thì mình quay lại nói cấu hình. Thì con này nó sử dụng bộ group là Shimano Trainer. Đấy. Con này của nó là 7 lít các bác nhá. 7 lít và 3 đĩa. 7 lít và 3 đĩa. Đấy, hầu như là dùng đồ của Chinix. Đây là tem này. Được thiết kế bởi Italy. Đấy. Design in Italy cờ này, và cái khung này, khung Chinix này sẽ được bảo hành 5 năm. Đấy, tem của nó. Đấy, ở đây là một số cái lưu ý. Đây là của Chinix các bác nhá, tem Chinix này. Đây là hàng Đài Loan, em nói thẳng luôn đây là hàng Đài Loan. Một cái làm nó rất là đẹp. Đây là cái cọc yên quá như đấy. Chinix. Nó sử dụng cũng bộ phanh phanh kết hợp với tay đè luôn, à tay bấm xả luôn. Đấy. Shimano. Đấy. Cái dòng kiểu dạng trung cấp thì nó hay sử dụng cái này rất là nhiều.